Sao hôm nay tâm trạng dữ vậy con? Ừ, tao hỏi là phải dạ chứ ừ gì mày? Dạ cho nội, được chưa? Có gì mà cay cú dữ vậy luôn? Mày là chó mà cũng biết buồn nữa hả? Chó chứ phải cày đâu mà không biết buồn. Ồ vậy luôn hả? Vậy tại sao con buồn nè? Tạch qua cướp rồi, hỏi hoài trời ơi, hỡi tới gian. Chó là chi mà sao tạch keo hoài? Mặt ngáo như mày mà cũng chơi banh bóng nữa hả? Ê ông nói ai ngáo nha? À không, ý tao hỏi là mặt mày láo chứ không có ngáo. Ê xin lỗi anh luôn nha. Ê tạm chấp nhận. Thôi đừng buồn nữa con. Giờ ba với mày selfie một tấm làm kỷ niệm chứ lâu lắm rồi chưa selfie đó luôn. Ông chụp xong ông lưu hết trong máy, tôi có xem được đâu mà chụp. In ra cho tôi thì được á. Mày yên tâm đi, tao mới tải cái app Photo Smart về. Liên quan gì? Thì để tao nói hết cái đã. Ứng dụng của nó là in ảnh trực tuyến không cần phải đi đâu cả. Ôi ơi vậy luôn hả? Chứ sao nữa mày? Mày mà không tin để tao làm cho mày vài tấm ha. Làm liền lanh lẹ đi cha nội ơi. Mày tự nhiên tắt đèn thấy cái chó vậy nào mà chụp hả cha nội? Từ từ con, tại ba muốn tạo bất ngờ cho con khi chụp hình thôi đó mà. Bất ngờ đâu không thấy, thấy bất an rồi đó ông nội. Trời ơi đem cái quần gì lên tôi vậy? Xong rồi để tao bật đèn lên nha. 1, 2, 3. Oh shit, nhìn con thông minh lắm luôn à. Đâu đâu, đưa tôi xem thử coi. Ok, coi nè con. What the fuck, trời đất ông nội mẹ ơi, sao cái mặt của tôi nhìn ngáo ngất ngay vậy ba? Ê nhưng mà tôi thích đó ông ba. Ông coi nghiên cứu lấy cái app Photo Max gì đó in liền cho tôi đi nha. Ôi ơi, sao ông đàn dở mà còn nhây dữ vậy ông ba? Ông ba tải cho con cái app Photo Smart về cho con đi. Con nghe nói là có cái app này rồi thì khỏi cần đi ra tiệm rửa ảnh nữa. Chỉ cần ngồi ở nhà chờ là nhân viên tới giao hàng liền thôi à. Tiện lợi dữ lắm. Ok, để ba tải về em cho mày xài. Giờ nghe tao đàn đi. Thôi, đàn dở mà cố mà đàn quay. Ông có hiểu người nào là đàn gãy tay chó hay không á? Hey, đừng có chụp hình tôi rồi đăng Facebook nữa nha. Nha, gái nó kéo tới kẹt đường luôn vậy. Khùng mày, tao tính chụp mày rồi in ra treo nhà bếp cho chuột nó khỏi vào. Cái gì? Ông nói cái gì? In hình mày ra treo nhà bếp. Giật mặt với tôi nè. Hello, 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 dễ chơi với em đi hello. Mày là chó, tao là mèo rồi. Giờ lộn, tao là chó, mày là mèo mà chơi kiểu gì mày? Kiểu gì cũng được, miễn phí là được rồi anh Lưu. Mày khùng ha. Không ấy anh chụp với em tấm hình đi, rồi anh treo lên tường làm kỷ niệm chơi anh Lưu. Tao với mày có cái chó gì đâu mà kỷ niệm hả hả mèo. Mà chụp rồi tao cũng làm biến đi ra tiệm in rửa dữ lắm. Đích tao còn làm biến rửa không chì bắt tao đi rửa hình. Cần gì anh Lưu, tải cái app Photo Smart về là mình in hình trên điện thoại của mình luôn. Sau đó nhân viên sẽ tới giao hình nó in cho mình đó. Thấy tiện lợi ghê chưa hả anh Lưu? Riêng em là em thấy ghiền rồi anh Lưu. Ghiền thì làm liền chứ để nó nguội. Ê tao kiểu cho tao chụp cái coi lần. Đổi kiểu mới được mày, kiểu này ngáo quá. Vậy hả? Ừ, vậy được chưa? Vậy được chưa? Tao thấy có khác gì trước đâu mày. Ừ, vậy hả? Vậy còn cái kiểu này thì sao? Kiểu khác của mày. Đó, vậy được chưa? Hả? Thôi vậy mới chơi. Ê lũ, cái gì vậy? Con có biết cái app nó cho mình in hình trực tuyến không con? Tôi là cún mà có gì không biết. Sao tôi cạo sạch lông mày bây giờ. Ông nói cái gì? Vậy ai dám ra đường cô gái nữa ông nội? Cái mặt của mày ngáo vậy con nào dám ưng mà cô á? Trời ơi, đẹp trai không bằng trai mặt ông ơi. Nhưng mà thôi, để tôi nói luôn cho. Đó là cái app Photo Smart, coi tự tìm hiểu đi. Trời đất ơi, chụp hình mà không rủ người ta gì hết rồi bà nội. Tao quên. Trời, bà nội xạo quá. Sao tôi chó rồi mà chọn hình sticker mặt chó gì nữa vậy bà nội? Chọn mặt khác coi. Vậy mày thích kiểu gì? Mặt cày đi, mặt cày nó dễ thương hơn mặt chó. Tính ra cày với chó là một đó con. Wow, đẹp kinh dị thiệt á. Lát mẹ ra in luôn cho con nhé nha. Ok, để tao tải app Photo Max về rồi. À, đặt in luôn trên đó kêu họ giao tới nhà cho mày luôn được chưa? Ok, baby.